Nếu như không dọn nhà đón Tết thì có lẽ tôi sẽ không bao giờ biết đây là gì. Đây là gì anh? Pin. Mày chắc chưa? Chắc. Mày làm gì lớn tiếng? Đừng có sợ mày hả? Thấy ấm nhẹ bên kia không? Bye bye tụi nó đi anh. Ồ, kỳ lạ thật. Sao lại có tiền của em ở đây? Trời ơi con kìa, tinh vi chưa? Bà đặt battery nữa, không biết ai phát minh ra cái đống này nữa. Bây giờ em bắt đầu nghi ngờ là nguyên cái nhà này chỗ nào cũng là chỗ giáo quỷ đen của anh hết trơn luôn á. Thẳng như cái trang này cũng vậy. Đâu có gì đâu. Ây da. Thôi nè, dù sao cũng thành gấu trúc rồi, hôm nay anh muốn thành gấu trúc vô gia cư không? Vậy thì khai ra những chỗ còn lại đi nha. Cái gì đây? Ngạc nhiên chưa? Nơi nguy hiểm nhất cũng mày là... Mày câm. Này là gì? Nói lẹ. Rock là đá tiếng Anh. Đá gì? Bà đặt tiếng Anh nữa. Đá là sao? Nhà này có đá hả? Mày chơi đồ hả? Không. Để anh giải thích cho. Thu này làm gì? Nè. Này cục đá mà. Nhưng mà cũng là... Mày xuống tới nơi giấu tiền luôn hả Leon? Trời ơi. Ha 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 ha.